nhân viên bất lực đứng nhìn khách cướp nghề giữa nhà hàng. Mới đây, một video đã ghi lại cảnh một nam nhân áo đen đứng múa mì cực kỳ chuyên nghiệp ngay giữa nhà hàng. Có thể thấy một vị khách áo đen đã cướp nghề của nhân viên áo trắng đứng đằng xa. Chàng trai này múa mì điêu luyện tới mức khách ngồi xung quanh ban đầu tưởng đâu đây là nhân viên thứ thiện. Ai cũng tỏ ra hào hứng và dán mắt vào màn biểu diễn của vị khách nhà ta. Đoạn clip thu về hơn 1,2 triệu lượt xem cùng gần 1.000 bình luận trên mạng xã hội.